Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2023, nữ mạng sinh năm 1988, tuổi âm lịch 36 tuổi, mạng Mộc gặp mệnh Kim là tương khắc, sao Thủy Diệu chiếu mệnh, hạn toán tận. Thiên can tuổi Mậu gặp năm Quý là tương hợp tốt. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong năm 2023 nữ mạng. Người thuộc tuổi Mậu Thìn cầm tinh con rồng có ngày sinh dương lịch trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 2 năm 1988 đến ngày 5 tháng 2 năm 1989. Sự kết hợp giữa thiên can Mậu với địa chi Thìn mang ý nghĩa là thanh ngôn chi long, tức rồng ôn hòa. Tử vi tuổi Mậu Thìn năm Quý Mão 2023 nữ mạng được giải đoán dựa trên nhiều yếu tố phong thủy đặc biệt như can chi năm sinh âm lịch, ngũ hành bản mệnh năm 1988, sao chiếu mệnh hay hạn tuổi. Về tổng quan, vận trình số mệnh của nữ Mậu Thìn sinh năm 1988 trong năm Quý Mão 2023 có thể được dự đoán như sau. Về ngũ hành bản mệnh của nữ Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cụ thể là Đại Lâm Mộc, tức gỗ sừng già, xung khắc nhẹ với năm Quý Mão thuộc mệnh Kim Bạch Kim, tức vàng pha bạc. Thiên can Mậu nằm trong mối quan hệ tương hợp với Quý, điểm báo tốt lành. Năm 2023 hứa hẹn mang đến công danh sự nghiệp thăng hoa, tài vận thịnh vượng cho tuổi Mậu Thìn nữ mạng. Nhưng may mắn chỉ đến nếu mệnh chủ thực sự chăm chỉ làm việc với tinh thần cầu tiến. Sao chiếu mệnh của nữ mạng tuổi Mậu Thìn trong năm 2023 chính là sao Thủy Diệu. Đây cũng là một trong những cát tinh chủ về tài lộc dồi dào, công việc mãn nguyện như ý. Mệnh chủ có thể tận dụng thời vận may mắn này để triển khai dự định của bản thân. Luận giải tử vi năm 2023 tuổi Mậu Thìn trên các phương diện. Công việc, sự nghiệp. Sự nghiệp của nữ Mậu Thìn trong năm 2023 sẽ có nhiều phát triển quan trọng mang tính bước ngoặt. Nhờ có thiên thời địa lợi nhân hòa, những dự định của mệnh chủ trong công việc đều tiến triển thuận lợi, thu được kết quả như ý. Đây là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch mở rộng làm ăn, nỗ lực để thăng quan tiến chức. Phụ nữ Mậu Thìn là người có tài năng, vừa có bản lĩnh trong công việc. Chính vì thế mà mệnh chủ được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp nể trọng. Khả năng nhìn xa trông rộng sẽ giúp người tuổi này nắm bắt được cơ hội chuyển mình để phát triển bản thân lên một tầm cao mới. Nữ Mậu Thìn sẽ có được công danh rực rỡ hơn nữa nếu khắc phục được nhược điểm và tính cách hiếu thắng, ngạo mạn. Lời khuyên dành cho mệnh chủ là thắng không kiêu, bại không nản. Dù đứng trên đỉnh cao, vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn. Dẫu có gặp phải bất cứ thất bại nào, vẫn phải giữ ý chí phấn đấu. Tài chính. Tình hình tài chính của nữ Mậu Thìn trong năm 2023 rất khả quan. Mệnh chủ càng cố gắng làm việc chăm chỉ bao nhiêu thì càng kiếm được nhiều tiền bấy nhiêu. Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương, người kinh doanh thì làm ăn phát đạt, mua may bán đắt. Nếu muốn giàu có bền lâu, nữ Mậu Thìn nên lập kế hoạch chi tiêu thông minh, luôn có một khoản tiền tiết kiệm để phòng thân khi biến cố bất ngờ xảy ra. Khi đầu tư kinh doanh, mệnh chủ nên suy nghĩ kỹ càng. Tình duyên, gia đạo. Năm Quý Mão 2023, phụ nữ Mậu Thìn vẫn sẽ hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình. Để bầu không khí trong gia đình luôn vui vẻ, ấm áp, hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc người thân mỗi ngày. Theo tử vi tuổi Thìn, phụ nữ tuổi này có công dung ngôn hạnh, hết mực chăm lo cho chồng con. Nữ Mậu Thìn đảm đang, dịu dàng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của các thành viên trong gia đình. Sức khỏe. Trong năm 2023, phụ nữ Mậu Thìn vẫn khỏe mạnh, không gặp phải vấn đề bệnh tật nguy hiểm. Thế nhưng, mệnh chủ vẫn phải chú ý bồi bổ cơ thể, luyện tập thể thao vừa sức để nâng cao sức đề kháng. Nữ Mậu Thìn là người cầu toàn nên dễ bị áp lực bởi những căng thẳng trong công việc và trách nhiệm chăm sóc con cái. Để tinh thần được nhẹ nhõm, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, mệnh chủ có thể thiền định mỗi ngày. Xem sao hạn của tuổi Mậu Thìn trong năm 2023. Sao chiếu mạng. Năm Quý Mão 2023, số mệnh của nữ mạng Mậu Thìn được sao Thủy Diệu soi chiếu. Trong hệ thống cửu diệu lưu niên, đây là phúc tinh, chủ về tài lộc thịnh vượng, công danh sự nghiệp vẹn toàn. Các tinh này sẽ mang đến cho mệnh chủ nhiều cơ hội phát triển vượt bậc trong công việc và tài vận.
Thế nhưng, sao thủy diệu có thể khiến cho nữ Mậu Thìn vướng phải đôi chút rắc rối nhỏ, gây ra điều tiếng xấu? Vận hạn này hoàn toàn có thể hóa giải được nếu mệnh chủ có thái độ dĩ hòa vi quý, lựa lời ăn nói khéo léo. Hạt tuổi. Theo tử vi chọn đời, năm 2023, nữ mạng Mậu Thìn 36 tuổi âm chịu sự ảnh hưởng của hạn toán tận. Theo kinh nghiệm dân gian, người gặp phải hạn toán tận phải cẩn trọng khi chi tiêu tiền bạc, đề phòng tiền mất tật mang. Ngoài ra, mệnh chủ nên cất giữ tài sản cá nhân cẩn thận, tránh để kẻ gian nhòm ngó. Trong thời gian này, nữ Mậu Thìn không nên tùy tiện cho người khác vay số tiền quá lớn. Khi ký kết làm ăn, phải nghiên cứu hợp đồng kỹ lưỡng để đảm bảo quyền lợi của bản thân. Tứ chủ, thiên hòa địa tam tai. Theo tử vi Mậu Thìn nữ mạng 2023, mệnh chủ gặp phải đôi chút khó khăn ban đầu trong công việc. Chỉ cần vượt qua được thử thách này thì sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Vận niên. Vận niên của nữ Mậu Thìn trong năm 2023 là hộ nhập nội, tức hộ trở về đồng bằng. Điềm báo cho thấy rằng năm 2023 là một năm phải phấn đấu của nữ Mậu Thìn. Hãy nỗ lực kiên trì, kết quả cuối cùng sẽ khiến mệnh chủ cảm thấy tự hào vì công sức đã bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Hóa giải sao hạn. Lấy cúng sao giải hạn không chỉ tiêu trừ đen đủi mà còn tăng cường phúc khí của sao chiếu mệnh. Trong năm 2023, nữ Mậu Thìn nên chọn ngày lành tháng tốt để dâng lễ cúng sao thủy diệu. Mệnh chủ chỉ cần sắm sửa đầy đủ lễ vật tùy theo điều kiện kinh tế, không nên làm lễ quá mức cầu kỳ, hoang phí. Đây là biện pháp tâm linh giúp mệnh chủ cảm thấy an tâm, tự tin hơn. Hành thiện tích đức cũng là cách hiệu quả để tiêu trừ hung họa, thu hút may mắn, tài lộc. Nếu muốn có được phước đức bền lâu, mệnh chủ phải nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh bằng tấm lòng chân thành. Phong thủy may mắn tuổi Mậu Thìn năm Quý Mão, màu hợp tuổi. Theo thuyết âm dương ngũ hành, màu sắc đều chứa được năng lượng phong thủy nhất định. Màu sắc phong thủy phải tương sinh với ngũ hành bản mệnh của người sử dụng thì mới đem lại hiệu quả cải vận tốt nhất. Nữ Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, nếu muốn thu hút may mắn trong năm 2023 thì nên sử dụng những màu sắc phong thủy sau đây, đó là đen, xanh nước biển hay xanh lá cây. Hướng xuất hành. Nữ mạng tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 thuộc cung chấn, đồng tứ mệnh. Để gặp nhiều điều cát lành khi xuất hành nên chọn các hướng sau. Nam, sinh khí, đông nam, diên niên, bắc, thiên y, đông, phục vị, tuổi, sông nhà. Người xưa cho rằng tục lệ xông đất đầu năm có thể ảnh hưởng tới vận khí của gia đình trong suốt cả năm. Nếu người xông đất phù hợp với bản mệnh thì gia chủ tân niên sẽ an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Những người tuổi Thí hoặc Thân sẽ mang lại may mắn cho nữ Mậu Thìn vì các con giáp này đều nằm trong bộ tam hợp Thân, Tý, Thìn. Người mệnh Thủy hoặc Mộc cũng giúp gia chủ tuổi này có năm mới đại cát đại lợi. Diễn biến tử vi theo tháng trong năm. Luận giải là số tử vi Mậu Thìn nữ mạng theo 12 tháng trong năm 2023 như sau. Tháng 1, theo tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2023 nữ mạng, bạn nên cùng gia đình du xuân vãn cảnh chùa, vừa để cầu phúc lộc đầu năm, vừa để thư giãn tinh thần. Nếu mệnh chủ thành tâm làm công đức, hướng Phật, cầu nguyện thì sẽ được thêm phước báu. Tháng 2, công việc làm ăn gặp đôi chút khó khăn, mệnh chủ phải kiên trì, nhẫn nại thì ắt sẽ vượt qua trắc trở, đạt được thành công như ý. Tháng 3, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió trở lại, mệnh chủ được thần tài chiếu cố, tiền tài ùn ùn kéo đến. Tháng 4, cuộc sống đầy đủ, vợ chồng ân ái, con cái hiếu thuận, hãy tận dụng thời điểm vận khí tốt lành để tiến hành đại sự. Tháng 5, tinh thần được bình an, yên vui, không có vấn đề rắc rối nào khiến mệnh chủ phải buồn lo suy nghĩ. Tháng 6, gia đạo hạnh phúc, an khang, công việc làm ăn phát đạt, thu được nhiều lợi nhuận. Tháng 7, đề phòng chuyện khẩu thuyệt thị phi, mệnh chủ tuyệt đối không nên tranh cãi to tiếng với người khác. Tháng 8, nếu muốn nắm bắt được cơ hội phát triển trong công việc thì phải nỗ lực hơn người. Tháng 9, mệnh chủ đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi trong công việc, được nhiều người ngưỡng mộ, nể phục. Tháng 10, mệnh chủ vui vẻ, lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, gia đình đón nhận nhiều tin vui. Tháng 11, tài vận suy giảm nhẹ, mệnh chủ phải đảm bảo mọi giao dịch tiền bạc lớn phải có hóa đơn, hợp đồng minh bạch. Tháng 2, thời điểm cuối năm, mệnh chủ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên ôm đùm quá nhiều công việc cùng một lúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn.
Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!